đuốc soi đường, cho lòng đổ đường cho từng lời thương. Thầy cho con hiểu lý vô thường, thầy cho con vững bước trên đường, thầy đưa con đến nơi êm đềm, cho đời cho đạo bao sáng tươi, cho kẻ bơ vơ ấm tình người, cho người lạc loài thôi mê tối, mang đạo vàng sáng soi khắp nơi. Thầy cho con Phật pháp nhiệm màu, kinh hành niệm Phật tâm thành nguyện sâu, nguyện tình yêu chánh pháp đêm ngày, nguyện tu thân báo đáp ơn thầy, người đưa con thoát cơn mê này. Ngủ nghỉ, vệ sinh,
Thì đó là những cái căn bản mà sinh hoạt thường nhật của con người. Là nội cái ăn là một lần một ngày là phải lo ba cử này. À, ngủ thì phải mỗi ngày bao nhiêu tiếng. Rồi thì chúng ta phải có cái bạc. Thì trong Phật Pháp thì Đức Thế Tôn có dạy đủ. À, nếu mà nói về ăn thì Ngài cũng có những bài pháp dạy về ăn uống. Để nói về mặc thì Ngài cũng có những bài pháp dạy cái cách ăn mặc đơn giản, coi như là để giữ được cái sự tu hành. Và đặc biệt là trong kinh Đức Phật cũng có nói tới cái chuyện ngủ nghỉ. Tươi ngủ thì ai cũng phải có ngủ, ngay cả những loài động vật. Như con động vật thì trong đó có con người, có con vật, thú. Ngay cả những con vật thì nó cũng ngủ, thì con người cũng phải ngủ. Mà con người mà ngủ thì hồi nhỏ, lúc mình càng lúc còn trẻ, còn nhỏ thì mình thích ngủ nhiều. Cho tuổi trẻ mà ngủ 8 tiếng là đối với tuổi trẻ là không đủ. Còn người mà tuổi trung bình thì ngủ ngày 7-8 tiếng. Mà đến khi mà cái tuổi chừng 50 trở lên đó là bắt đầu ngủ ít. Một ngày trung bình là ngủ chừng 5 tiếng là nhiều. Vì thì ngủ tức là một cái lúc mà chúng ta dừng nghỉ mọi cái hoạt động của thân. À, lúc mình ngủ thì mắt mình nhắm lại, tức là mình không còn làm việc để mình nhìn nó. Mình không có nghe tất cả như là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, năm căn của mình lúc đó ngủ. Thì trong khi mình ngủ thì chỉ có một việc, một cái đó làm việc thôi, là cái ý thức mình đã làm việc. À, cái ý thức mình đã làm việc cho nên mình mới nó đi vô trong cái tàn thức, nó moi những cái gì mà ban ngày mình chứa ra để bắt đầu nó làm nên cái nhất chi ba. Trong khi mình ngủ tức là mỗi cái giờ mình ngủ như vậy cho nên người mình bắt đầu nó có cái cơ hội nó recharge, tức là sao nó chạc pin trở lại. Tại con người mình cũng giống như một pin vậy đó. À, một sáng ra là mình xài pin, mà nếu mà một chiều hôm ngày đó mà không có nghỉ ngơi thì cục pin đó nó không còn sức nữa. Quý vị để ý khi nào mình mệt mình ngủ mắt mình mở không lên, đúng không? Mà khi mắt mình mở không lên rồi tiếp tục là gì, trong cái đầu của mình nó không có ngủ đủ đó, thì bắt đầu những cái nhớ rồi cái sự tỉnh táo của mình bắt đầu nó loạn. Cho cái người mà thiếu ngủ thường là họ hay mơ mơ màng màng, và cũng có thể sanh cho mình cái dễ bực bội, dễ quạo, là tại vì mình ngủ không có đủ. Cho nên trung bình đó là muốn con người mà ngủ nó làm cho con người tươi tắn, trẻ trung và vui vẻ, tỉnh táo. Cho nên cái giấc ngủ nó cũng quan trọng. Người mà có ngủ đủ thì nó làm cho con người được tỉnh táo, khỏe khoắn, làm việc có cái kết quả nhiều hơn. Quý vị thấy một số là trường hợp ví dụ như mình, người mà thiếu ngủ thì thường hay sanh ra dễ quên, mau quên, người bần thần, làm việc không có được lanh lợi, và lái xe cũng nguy hiểm. Cho nên cái người ngủ đủ hay lắm. Còn cái người ngủ đủ đây có nghĩa là ngủ vừa đủ với cái cơ thể của mọi người. Còn nếu chúng ta ngủ mà ngủ nhiều quá cũng tốt, tại vì ngủ nhiều quá thì trên cái phương diện thực tế là chúng ta mất thời gian. Và kế nữa là ngủ nhiều quá thì nó đâm ra nó đờ, bắt đầu con người mình nó hơi trí hóa, nó chậm lụt. Ngủ dư cũng không được mà ngủ thiếu cũng được, ngủ đủ là tốt. Mà có nhiều người, có những người trong cuộc sống vì bận quá không có thời gian ngủ. Nhưng mà ngược lại cũng có những người sao, muốn ngủ mà ngủ không có được. Có nhiều người bị mất ngủ. Cho nên người ta mới chế ra những cái viên thuốc ngủ để giúp cho mình an thần để mình ngủ. Mà nếu ai mà đi ngủ mà dùng nhiều cái thuốc ngủ quá đó, thì lâu ngày cái đầu của người ta nó cũng không còn bình thường nữa. Bởi vì họ ngủ là do thuốc nó làm mê họ, rồi họ ngủ chứ còn không phải ngủ tự nhiên. Cho nên ngủ mà ngủ tự nhiên nó tốt. Vì vậy mà
Nhà Phật hay chỉ chúng ta cái cách là chúng ta ngồi tịnh, ngồi thiền để chúng ta dễ ngủ. Rồi chút xíu nữa mình sẽ học một bài kinh Đức Phật dạy làm cách nào để mình có được một giấc ngủ an lành. Ở đây là mình mở đầu bằng cái mình nói về vấn đề ngủ. Khi mà mình ngủ là một trong những cái sinh hoạt căn bản của đời sống con người, không thể thiếu, cũng giống như ăn vậy. Nhưng mà nhiều khi á, ăn mình có thể nhịn. Ví dụ người ta nói nhịn ăn được ngủ ngon hơn ăn. Thì nhiều khi mình thấy một người làm ta ngủ ngon quá, mình định gọi người ta dậy ăn, mà thấy người ta ngủ ngon nó thôi để cho người ta ngủ, tại vì người ta đang mệt mỏi, người ta mất ngủ. Mà nếu mà người ta được một cái giấc ngủ thì người ta thức dậy, người ta tỉnh. Mà Pháp Hòa để ý, Pháp Hòa là một trong những người mất ngủ. Mất ngủ là gì? Không phải Pháp Hòa không có ngủ được, mà vì không có thời gian để ngủ. Công việc nó nhiều quá, rồi đâu lúc mình phải lo, cho nên rồi mình không ngủ, thức để làm. Cho nên mặc dù nói cái chuyện gọi là ngủ đây, nhưng mà Pháp Hòa là một nạn nhân của cái sự gọi là không có ngủ đủ. Và chính mình ngủ không đủ cho nên người mình đã dễ bệnh, dễ cảm. Mà nói chung là quý vị nào đã từng bị mất ngủ, hay là hôm nào mình vì công việc mà mình thử một đêm mình không ngủ, ngày hôm sau cái đầu mình nó lâng lâng, nó khó chịu. Huống chi là một người nhiều ngày, nhiều tháng ít ngủ. À, có những đêm mình ngủ được 2 tiếng, 3 tiếng, có những đêm 1 tiếng, và có những lúc bận quá không có ngủ. À, thí dụ như thường mà ngày mai sáng mà phải bay, là thường là tối đêm đó là không ngủ. Tại vì công việc mình phải chuẩn bị để ngày mai mình đi. Thì mình biết mình đi, mình sẽ vắng chùa trong bao nhiêu ngày đó, và công việc nó dồn như vậy, chứ mình phải sắp xếp. Như ngày hôm qua, ngày hôm qua là bận rộn cả ngày. Chiều về định nghỉ chút, thì vừa ăn buổi cơm trưa là đã 2 giờ, 3 giờ, ăn cơm trưa xong rồi 3 giờ. Rồi cái thì định lên nghỉ chút thì chưa gì hết, thì ở bệnh viện gọi tới có một người mới mất. Là Pháp Hòa phải vô bệnh viện thập viên tụng kinh, rồi sắp xếp đánh tay. Đêm hôm 1 giờ sáng phải ngồi làm cái chương trình tang lễ để gửi cho gia đình, để người ta thông báo cho bạn. Rồi bên cạnh đó là những công việc mình phải chuẩn bị để cuối tuần cho trường, cho tới gần sáng mới ra thị trường đi luôn. Mà đa số là như vậy. Để cái ngày mai sáng sớm bay, là tối nay là cả đêm. Và khi mà không ngủ như vậy, cái là bắt đầu, lúc đầu thì mình tỉnh, nhưng mà tới khi mà xong công việc rồi, nó tạm ổn, bắt đầu mình mới biết là mình mệt, mình đợi. Cho nên bây giờ mình lên máy bay, hồi đó không là thích ngồi ngoài, ngồi ngoài để mình dễ đi ra đi vô. Bây giờ ai mua vé máy bay cho ông Hoàng, mà bút cho ông Hoàng ngồi sát cửa sổ một khoáng. Tại sao? Vô trong đó ngồi xuống rồi là cài cái dây beo lại, rồi là bắt đầu Pháp Hòa đi, Pháp Hòa bay trước máy bay. Pháp Hòa lên trước máy bay, lên nào mình chẳng hay, đến kia nào làm cái rầm xuống hay rồi, tức là mình được ngủ. Mà khi mà ngủ được một giấc ở trên, trong khi bay như vậy, thì mình xuống đất á, mình mới có tỉnh rồi mình làm việc tiếp. Tại thường các nơi mình đi là xuống máy bay, chuyện chút xíu sau là bắt đầu vào công việc, cho tới ngày mình đi về. Vậy cho nên ngủ là một cái mà sinh hoạt rất cần trong cái cuộc sống của con người. Bởi vì mình mang cái thân con người, thì những cái sinh hoạt của con người là ăn. Bởi vì khi mình ăn là mình mới dưỡng cái thân thôi. Mình ngủ là nó dưỡng cái thần. Con người mình nó có hai phần. Thân là cái thân thể, thân xác của mình. Mà cái thân xác của mình mà ăn, không có ăn thì nó không có sức. Không có ăn thì nó không có sức, cho nên là phải ăn. Mà nếu mình tập cho mình, mà ví dụ như mà quý vị để mà ăn nhiều quá thì nó đâm ra là sao? Nó mệt mỏi, nó buồn ngủ. Mà thiếu ăn á, thì con người mình nó bủn rủn. Có nhiều người người ta xấu tánh đói, đói bụng mà họ không có ăn, nó dễ quạo lắm. Rồi có những cơ thể mà người ta chưa kịp ăn là bắt đầu người ta run rẩy, mặt mày xanh xao lên. Nhưng mà có người người ta nhịn rất giỏi.
Cho nên mình biết ăn uống là để dưỡng cái thần. Còn khi mình ngủ nghỉ đầy đủ là nó dưỡng cái gì? Dưỡng cái thần. Và bây giờ để cho cái thân thể khỏe mạnh thì mình phải có chánh niệm những cái thức ăn mình đưa vô để mình nuôi dưỡng cái thân. Và biết cái món gì nó có thể giúp cho thân mình thì mình nên ăn. Còn nếu cái gì mà ăn vô cơ thể mình nó khó chịu thì phải giảm chế. Đó là mình chánh niệm về. Thì bây giờ những cái thức ăn gì đem vô để nó nuôi cái tâm thì cũng phải có chánh niệm. Cho nên cái cốt lõi mà chúng ta tu tập đó, là để chúng ta quân tập. Làm sao chúng ta có cái chánh niệm. Chánh niệm là gì? Tức là cái sự tỉnh thức. Hay là nói một cách dễ hiểu là chúng ta phải có ý thức về những cái gì chúng ta đưa vào trong cơ thể của mình. Nếu mà chúng ta không có chánh niệm đó, thì chúng ta sẽ đưa vào những cơ thể mình những thức ăn, những cái gì đó nó không có lợi cho thân và tâm. Cho nên ngủ là một trong những cái thức ăn nó bồi dưỡng cho cái cơ thể của mình. Cho nên khi mà cái người mà ngủ không đủ thì cái đầu nó không đủ oxy. Không đủ oxy thì nhức đầu, bần thần, và thậm chí mình ngủ nghĩ suy nghĩ. Cái người mà người ta ngủ đầy đủ, cái suy nghĩ người ta nó linh động, sáng suốt. Còn hôm nào mà mình, nhất là những người mà không có mất ngủ quen, ngày nào cũng ngủ quen rồi mà bữa nào mà mất ngủ một đêm đó, ngày hôm sau người đó người lơ lửng. Còn cái người nào mà ta có thức quen rồi thì ta cũng còn đỡ tạm tạm. Còn người mà không quen thức mà thức khó chịu, và thậm chí sau một cái ngày mình không có ngủ rồi, một đêm không ngủ, ngày hôm sau ngáp tới ngáp luôn, ngồi đâu ngáp rồi mà mắt mở không lên ngáp. Mà khi mà mình không ngủ đủ rồi á, thậm chí mình ngồi mình nói chuyện với người ta mà cái đầu mình, cái câu chuyện nó cũng không có linh động, nó không có tinh thần. Nó là như vậy. Có thậm chí mà mình bình thường có chuyện gì cho mình làm, mình xây qua xây lại nhúc nhích thì đỡ, nhưng mà biểu mình ngồi yên, nhất là biểu tụng kinh là ngó chữ là bắt đầu nhắm mà hiếp lại, ngủ đâu trong bụng ngủ ra. Tụng kinh cũng không được, mà niệm Phật cũng không được, mà ngồi thiền cũng không được. Bởi vì sao? Bởi cái cơ thể mình nó đòi hỏi cái sự ngủ nghỉ. Cho nên ngủ là một trong những cái phần cần thiết cho cuộc sống. Ăn uống, ngủ, ở. Thí dụ như mình, ví dụ cái chuyện mà mình sắp xếp mình nói đi chơi nha, đi đâu chơi nha, nhưng mà cuối cùng phải đi ở đâu, có phải không? Trên cái chỗ ở cũng quan trọng lắm. Mặc dù mình chỉ ngã lưng mấy tiếng đồng hồ nhưng mà cũng phải có cái chỗ. Thì cái thời đại của mình là cái thời đại là không thể mà nằm bờ nằm bụi được. Đó, mà người nào mà khó tánh ngủ nữa đó nghe, là ngủ mà nhiều khi lạ giường ngủ cũng được, nó chưa được nói là được phòng tốt mà ngủ ngon đó. Quý vị thấy không, con người nó cũng rắc rối, ước được ngủ mà tới hồi mà có chỗ ngủ cũng chưa chắc ngủ được nữa. Tại vì sao? Vì mình có cái bệnh là, có cái tật là lạ giường ngủ cũng được. Pháp Hòa thì chưa biết cái bệnh đó, tại vì Pháp Hòa không bao giờ bị lạ giường. Nó được lỡ cái là không có lạ giường, lạ chiếu gì chứ. Đường nằm ở đâu là cũng có thể ngủ, thậm chí ngồi ngủ. Cho nên là nếu mà Pháp Hòa mà nghĩ Pháp Hòa mà đã khó ngủ mà đi cái kiểu này nữa, chắc Pháp Hòa không mệt. Cho nên được cái phước là không có bị lạ, không có bị lạ chỗ ngủ. Đỡ vậy, mà cũng không bị khó ăn. Đi tới đâu, ai nấu cái gì, như thế nào mình ăn cũng được. Cho nên Pháp Hòa đỡ được hai cái phần ăn với ngủ. Mà khó ăn cũng là một cái mệt lắm, tại vì mình đi đâu nó cũng khó. Thì bây giờ ngủ á, ở trong Phật á, thì Đức Phật dạy chúng ta ngủ á, là chúng ta nằm nghiêng về tay phải. Bởi vì nằm nghiêng về tay phải là cái thế ngủ cát tường. Thế ngủ cát tường là bởi vì mình ngủ bên tay phải thì mình bị không có bị ép tim. Còn nếu mình ngủ tay trái thì mình ép tim, mà khi mà tim bị ép á, thì nó dễ sinh ra mộng mị. Mà nằm sấp hay nằm ngửa cũng không phải là cái tướng đẹp khi ngủ. Cho nên thường cái tướng đẹp ngủ là nằm nghiêng về tay phải. Rồi khi nào mình mỏi thì mình nằm ngửa lại chút,
cho đỡ mỏi rồi mình nằm trở lại. Và mình cái gì cũng do mình tập, cái gì cũng do mình tập. Ở đây Đức Phật dạy chúng ta là làm sao có được một giấc ngủ ngon. Gần đây thì có rất nhiều người, người ta mất ngủ là do người ta suy nghĩ nhiều, lo lắng nhiều, mất ngủ. Phải không? Mình lo nhiều là mình mất ngủ. Thí dụ như mình đang có sắp sửa có một cái việc gì đó mà phải làm, thì Pháp Hòa nhờ nào bây giờ Pháp Hòa ít khi nào có một mất ngủ. Ít. Cụ thể mà bình thường ban ngày thức là lo việc này lo việc kia, nhưng mà khi nằm xuống là ngủ chứ không có lo nữa. Pháp Hòa nhớ có cái năm đó mình quyết định là tổ chức Phật Ngọc. Mà lúc đó tổ chức thì tổ chức thôi, chứ còn thật sự chỗ thì mình đã có mà chưa có gì hết. Ở trên Tây Thiên là mới có miếng đất trống, chưa có sửa xe, chưa có một cái gì gọi là bắt đầu xây dựng để mà chuẩn bị cho mọi sinh hoạt. Rồi mình thấy ngổn ngang công việc, trời ơi, mình suy nghĩ sắp tới ngày rồi mà bây giờ công việc nó còn nghĩa là mênh mông như vậy, tự nhiên cái đầu lo cái đề nó mất ngủ. Cái là lúc đó mình biết à, bây giờ mình mới có kinh nghiệm là hễ người mình lo lắng là mất ngủ. Mà thiệt, suy nghĩ lo lắng cái tự nhiên mất ngủ. Mà mình biết là bây giờ mình có lo thì cũng chẳng có làm được cái gì, nhưng mà cái khó của chúng ta là lo lắng rồi mình không biết. Nhưng mà đêm đó cũng đâu ngồi dậy được làm gì, mà cho dù có ngồi dậy làm mình cũng đâu có giải quyết được bất cứ cái gì của công việc. Nhưng mà bởi vậy cho nên mình mới thấy rằng cái tâm của mình nó quan trọng ở cái chỗ là khi mà tâm an thì mọi việc xung quanh mình bắt đầu nó có phần an, mà khi mà tâm mình bất an thì mọi việc xung quanh nó cũng sẽ không, nó cũng sẽ bất an. Mình mà tâm an thì mọi việc đâu vào đó, mà tâm không an rồi thì việc gì nó cũng không. Cho nên bởi vậy nhà Phật mới chỉ cho mình một cái pháp tu là gọi là tu tâm. Người có nhiều vị mới nói là tôi đâu cần làm gì, tôi ăn hiền ở lành là tôi tu rồi, hay là nói cách hơn là tôi không cần tu hình tướng, tôi tu tâm. Nhưng mà thiệt sự cái tu tâm nó không đơn giản như mình nói là ăn hiền chưa tu tâm mà. Ăn hiền chưa phải là tu tâm, mà mình thấy nó ăn hiền ở lành, nhưng mà mình đâu có biết cái tâm mình ra làm sao để mình ở cho lành. Mình đâu có biết tâm mình sao mà mình ăn cho hiền, mình gọi là mình ăn hiền ở lành. Tại vì người cuộc sống của mình nói hai phần ăn ở. Ăn ở làm sao cho có tình có nghĩa, ăn ở làm sao cho nó coi cho được, ví dụ vậy đó. Nhưng mà thật sự ra cái quan trọng là mình phải có tu tập, có nghe pháp để mình vun cái giáo pháp, để mình biết ăn sao cho đúng, ở làm sao cho đúng, chứ đâu phải đơn giản. Mặc dù là trên quý vị thấy trên thế gian này ai không ăn mà ai không ở. À, nhưng mà nếu mình không có cái tu tập thì cái ăn ở của mình nó chưa có chan chứa, nó chưa có cái chất đạo, nó chưa có cái chất Phật ở trong đó. Cho nên người Phật tử mình quy Phật để mình biết mình là Phật tử, để biết mình là Phật tử để chi, để mình ăn uống ở như thế nào để nó có cái tinh thần của chất Phật. Thí dụ bây giờ Pháp Hòa nói mình chưa phải là Phật tử ăn chay trường, ăn chay kỳ thôi. Nhưng bây giờ mình quy y Tam Bảo rồi thì bắt đầu mình chỉ ăn những cái thông thường mà con người mình ăn bình thường. Mình cũng ăn thịt, ăn cá thí dụ vậy, nhưng mà mình ăn những cái món ăn thông thường mà con người mình đã đang ăn. Còn trước kia mình chưa có quy y thì cái ăn của mình nó khủng khiếp lắm. Ví dụ thôi, mình muốn có sự thông minh, mình ăn một cái ốc khỉ, mua con khỉ sống về ràng ở trong cái rọ bằng gỗ đó, rồi dạt cái đầu con khỉ trong khi con khỉ còn sống vậy, rồi vậy đó cái múc miếng ốc khỉ ra hút cái là xong rồi, cái là con khỉ nó nhăn răng nó chết. Cho nên ta bây giờ người nào mà còn sống đây mà cứ nhăn cho nó làm gì mà nhăn như khỉ vậy đó, tại vì con khỉ nó còn sống. Khỉ nó còn sống rồi dạt cái đầu ngang vậy, con múc miếng ốc nó ăn kêu ăn bổ dưỡng vậy đó. Mình nói ví dụ vậy, đâu có cần thiết phải như vậy.
Tức là mình là Phật tử rồi thì mình vẫn mình chưa ăn chay trường, nhưng mà cái ăn của mình nó không cần thiết phải ăn những cái món khủng khiếp như vậy. Còn người thế gian người ta ăn uống bình thường, mình cứ ăn bình thường. Thí dụ đâu cần phải uống máu rắn để mà gọi là có được cái sức khỏe, không cần thiết mấy cái chuyện như vậy. Hay là phải chinh những cái con này con kia mà để mà gọi là mình ăn để mình bổ dưỡng. Cho nên mình là Phật tử rồi thì không phải là mình tu cái một cái nó lên tới cao, nhưng mà mình sẽ giảm đi những cái không cần thiết mà nó có cái tính cách chưa có cái sự từ bi đó. Và bây giờ mình ngủ cũng vậy. Thí dụ bây giờ mình tập là mình ngủ miễn sao cái chỗ đó nó an ổn, nó không có mang lại cái bệnh tật cho mình ngủ, không cần phải đòi hỏi. Hoặc là mình phải tập cái hạnh là tùy duyên. Thí dụ như chỗ chật thì mình nằm thấy chật, chỗ thoải mái thì mình nằm thoải mái, hay là chỗ nó không đủ thì mình chia sẻ với nhau. Và thậm chí có chỗ nào đó mình dựa cái lưng mình ngồi, mình dựa cái lưng mình nhắm mắt mình ngủ cũng được. Khi mà mình có tu rồi, cái đó gọi là ăn hiền ở lành. Ăn hiền ở lành có nghĩa là bây giờ mình nhẹ nhàng, mình dễ dàng, mình chấp nhận mọi cái hoàn cảnh. Chẳng hạn như giờ mình tới đây mình ăn, mà thường ngày là ở nhà mình ăn là về. Bây giờ mình tới cái chỗ đó người ta không có, mà ta ngược lại hoặc là tiếng thốt chút tập dễ dàng, thì ngay cái đó thôi là mình đã luyện được cái tâm tu của mình. Cho nên người ta thường nói ăn hiền ở lành, nhưng mà thật sự cái ăn hiền ở lành đó làm sao? Mình chỉ nói thôi, mình chưa biết ứng dụng được cái sự việc ăn hiền ở lành của mình là như thế nào. Ở đây cũng muốn chia sẻ là mình ăn hiền ở lành đó là mình tập cho mình ăn uống nghỉ ngơi vân vân có cái chất Phật ở trong đó, có cái chất tỉnh thức trong đó, là mình tập chấp nhận và tùy duyên. Tùy duyên nhưng mà bất biến là sao? Cái mục đích chính của mình là gì? Thí dụ mình ăn để mình có được cái no, mình tỉnh táo, mình làm việc, thì lúc nào mà người ta thịnh soạn, người ta đãi mình thì mình thịnh soạn. Và có đôi lúc chỉ cần miếng bánh mì mình ăn lót dạ đỡ lòng là được. Thí dụ như quý vị biết, thường là có quà đi máy bay là đi nhiều, có nhiều lúc là 3 giờ sáng ra phi trường bới theo một hộp cơm, rồi là hộp cơm đó là bắt đầu nuôi mình cho tới tối, tới chiều để mình tới được cái chỗ mình muốn tới. Rồi ở nhà thì mình được cơm giỏ, nên mình ăn có canh, có đồ, thí dụ vậy. Nhưng mà khi mình đi thì mình phải tùy duyên, miễn sao bụng mình no, mình không phải lo lắng là vô phi trường mình đói bụng mà mình không thường quen ăn. Mình nhìn cái bảng danh sách ăn, mình không biết món nào mình ăn được, món nào mình không ăn được, không biết người ta có gì trong đó. Cho nên mình có được hộp cơm mà đem đi đi phi trường là một hạnh phúc đó. Thì ý của bà, mình là một Phật tử rồi thì tự nhiên cái cuộc sống của mình nó có cái chất Phật, là mình có cái ý thức mình đang ở hoàn cảnh nào, như thế nào, cái mình sống nó nhẹ nhàng. Thì thế gọi là nghiệp đó là. Chứ nhiều khi mình nói không à, rồi nó tu cũng cần tu gì đó, ăn hiền ở lành được rồi. Có nhiều khi mình nói đạo nào cũng tốt, đạo nào cũng dạy mình ăn hiền ở lành. Nhưng mà thật sự quý vị thấy có những cái đạo nào mà có những cái đạo sao một ngày một năm người ta phải tế thần hàng triệu con trâu. Có những cái đạo giáo mà người ta tế thần, người ta lấy máu trâu người ta cúng thần, người ta lấy cái đầu trâu người ta tế thần, một năm hàng triệu con. Cách đây không bao lâu có một vị gửi cho Phú Hòa một cái clip video ta quen, mà có một cái cuộc lễ tế thần bằng một con trâu. Người ta cột con trâu trong một cái cây cho nó đi, nó xoay vòng vòng, rồi 4-5 người đàn ông cầm cái dao phay đứng ở bên ngoài. Rồi con trâu nó chạy tới cái người đó thì họ lấy cái dao phay họ rọc vô cái đầu nó, cái máu phun ra, nó chưa đứt đầu, nó đau quá nó chạy vòng vòng. Thì cứ mỗi lần nó chạy vậy là họ cứ luôn phiên họ đứng xung quanh, mỗi người một nhát vô cái đầu. Một hồi cái đầu của trâu nó bấy tưa ra, mà nó chết thì nó không chết mà nó đau khổ như vậy, để mà người ta lấy cái máu đó người ta tế thật. Rồi cuối cùng cái đầu trâu nó đứt ra thì người ta đem đi người ta tế. Thì như vậy thì mình thấy rằng
đâu phải đạo nào cũng ăn hiền ở lành. Mà tại sao mình phải là Phật tử mà phải quy y? Để mình ý thức được cái cách ăn, cách ở, cách sống của mình như thế nào để không tổn hại đến mọi cái loài khác. Như thế mới là Phật tử. Chứ hỏi tại sao phải quy y, tại sao mình phải ăn chay? Có chứ, nó có cái lợi ích hơn. Tại vì khi mình có được cái tiếp nhận cái giáo pháp đó rồi thì cuộc sống của mình bắt đầu. Bao gồm ví dụ như hồi xưa mình chưa hiểu đạo, mình chưa hiểu thế nào là phước và nghiệp thì mình sống sao? Phung phí. Nhưng một khi mình hiểu thế nào là phước và thế nào là giảm phước, cái bây giờ mình biết sao? Tiết kiệm. Mình không có dám phung phí của cải, thức ăn, vân vân. Thế là tự nhiên là cuộc sống mình bắt đầu nó quên cái phước trở lại. Cũng giống như một đứa nhỏ, khi nó còn nhỏ nó chưa hiểu thì cuộc sống của nó làm sao nó phung phí. Đến khi nó lớn lên nó ý thức thì bắt đầu nó không còn. Hồi nhỏ đi đâu cũng đòi ba mẹ mua quà, mua cát, mà đâu có biết là ba mẹ không có tiền. Đến khi lớn lên có ý thức biết là ba mẹ không có tiền thì tự động nó không có dám đòi đó. Thì một khi nó có cái sự hiểu biết thì cái nhận thức nó có thì cuộc sống của nó trở lại, nó có cái phần thuận tiện. Người Phật tử chúng ta cũng vậy. Chúng ta có tu Phật, chúng ta có học Phật thì bắt đầu cái cuộc sống ăn ở của chúng ta nó có cái phần thuận tiện. Mình nhẹ nhàng hơn trong mọi cái hoàn cảnh. Có một hôm á, đây là một cái bài kinh mà Đức Phật nói. Pháp Hòa đọc cho đại chúng nghe bài kinh Phật dạy về giấc ngủ an lạc. Một thời Đức Phật sống ở xứ Alavi, Ngài nằm nghỉ trên đống lá trải trên con đường bò, còn dấu vết chân trâu bò trong khu rừng cây Sinsapa. Vào lúc ấy, hoàng tử Hattaka của xứ Alavi trong khi đi dạo ngang qua đó, rồi hoàng tử thấy Đức Thế Tôn ngồi trên đống lá. Hoàng tử đến gần Thế Tôn đảnh lễ Ngài, rồi ngồi xuống một bên và nói với Đức Thế Tôn: Bạch Đức Thế Tôn, Ngài ngủ có ngon giấc không? Đức Phật trả lời: Hoàng tử, ta ngủ rất ngon giấc. Ta là một trong số những người trên thế giới mà luôn luôn ngủ ngon giấc. Ông thằng hoàng tử này hỏi Phật, bởi vì ông thấy Phật nằm ở trên cái đống lá mà những cái dấu chân trâu chân bò nó còn ở trên đống lá. Bởi vì ông là hoàng tử thì thường ông ngủ đâu? Ngủ trên nệm ấm chăn êm, mà đôi khi ông còn ngủ không được. Mà bây giờ ông thấy Phật nằm trên cái đống lá này thì chắc là ngủ không ngon đâu. Nhưng mà thôi lịch sự hỏi Phật Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn ngủ có ngon không? Đức Thế Tôn nói ngủ rất ngon. Mà chẳng những vậy, Phật còn nói thêm: Tôi là một trong những người ngủ ngon nhất thế giới. Một trong những người ngủ ngon trong thế giới. Bạch Thế Tôn, ở đây đêm đông thì lạnh buốt, vì trong một tuần lễ mà sương xuống đóng băng. Mặt đất thì lạnh cứng và lòi lõm vì bị đập nện dẫm lên do chân trâu bò. Đám lá trải lên mặt đất làm giường thì mỏng, lá trên cây thì thưa thớt. Chiếc áo màu vàng nâu của nhà sứ mặc thì cũng lại mỏng. Mỗi khi những cơn gió thổi qua thì mang theo giá buốt. Thế mà Đức Thế Tôn lại nói rằng Ngài đã ngủ rất ngon giấc, mà Ngài là một trong những người ngủ ngon trên thế giới mà luôn luôn ngủ ngon giấc. Ông diễn tả: Đất thì cứng, lá thì mỏng, đâu có dày như nệm. Rồi để chẳng những vậy, rồi đất nó lòi lõm, đá lá mỏng, rồi xương xuống lạnh. Mà áo của Phật mặc thì nó cũng mỏng. Quý vị cứ tưởng tượng một cái cảnh vậy nằm sao? Mình ngủ đâu được, nằm phải làm sao cho nó bằng phẳng chứ. Cho nên quý vị biết hồi thời Phật á, không có chùa, các thầy ngủ trong rừng không? Rồi mỗi thầy tìm gốc cây nào ngủ. Thì có nhiều thầy hên,
kiếm được miếng đất bằng ở dưới cái gốc cây, cái miếng chỗ này nó bằng rồi, lại hơn cái nữa là có những cái rễ cây nó lòi lên gác cái đầu ngủ đỡ lắm. Mà để mà nằm chỗ đó mà yên mà ngủ vậy cái mai ngủ nữa, rồi bốn ngủ nữa, ngủ biết cái sao nó quyền cái chỗ đó, mai bốn đi chỗ khác ngủ được. Cho nên trong luật cũng có chỗ nói là một vị tỳ kheo không ngủ ở chùm một gốc cây quá ba đêm. Tại sợ sao? Sợ mình bám víu, sợ mình bám víu chỗ đó. Bởi vì cái thời mà không có cái đời sống bình thường thì mình cứ rài đây may đó, mà được cái chỗ nào khá khá hơn mấy cái chỗ kia thì dễ sanh tâm dính mà. Ông Diệp tả áo thì bỏng, lá cũng bỏng, cây ở đất thì nó lòi lõm vậy, mà Đức Phật lại nói Phật ngủ ngon. Hoàng tử, ta có câu hỏi cho hoàng tử. Phật nói vậy, tôi có câu hỏi để xem hoàng tử trả lời như thế nào. Giả sử có ông chủ nhà hoặc là con trai của ông ta sống trong ngôi nhà có lợp mái, nhà được tô phết hồ bên trong và bên ngoài, nhà trống được mưa gió, cửa có chốt gài đóng chặt chẽ và cửa sổ cũng đóng lại. Trong nhà trên chiếc giường có phủ tấm chăn trải giường rộng và dài bằng len màu đen, chiếc ra giường trải bằng len trắng, rồi lại một chăn trải giường nhồi bóng gòn được trang trí bằng hoa, rồi lại trải lên một tấm chăn phủ thật đẹp bằng da con sơn dương, nóc giường có lọng che, cả đầu và chân giường đều có những chiếc gối êm ái màu đỏ. Không khí trong nhà đang ấm áp lên vì được thắp sáng bằng ngọn đèn dầu, và có cả bốn bà vợ và người chủ nhà đang vui vẻ săn sóc cho ông chồng. Như thế hoàng tử nghĩ người chủ nhà sẽ ngủ ngon giấc hay không? Ý kiến của hoàng tử ra sao? Bây giờ đâu cần hoàng tử trả, mình trả lời luôn sung sướng. Có gói ôm nè, có nệm, rồi Phật diễn tả đầy đủ lắm, giường bao nhiêu lớp rồi nệm thế này thế kia. Tại sao Phật biết? Tại Phật đã từng làm thái tử rồi. Cho nên ngài có cái chuyện mà nệm ấm chăn em đối với ngài là ngài làm dữ. Pháp Hòa thì thường ở trong chùa ngủ thì chỉ cái giường cái mệt, chứ có bao giờ mình được trải lớp này lớp kia lớp nọ đâu. Nhiều khi Pháp Hòa đi giảng tới với Phật tử đưa về một cái nhà Phật tử nằm ngủ thì nó biết có thầy đến nên tôi chuẩn bị, mà mình đâu có biết cái lớp nào là lớp đất. Hai ba lớp chả biết lớp nào lớp đất. Có nhiều lúc mình dở cái lớp đầu lên mình đứng vô mình đọc số lạnh, thì ra cái lớp ở trên đó là chỉ là cái gì, cái miếng mỏng mủ ở trên thôi. Họ thấy sao? Họ tưởng mình ngồi thiền cả đêm chứ. Sao không thấy chút chích gì cái giường thấy đâu. Ở hồi nó chở này, ở thầy phải chở cái dưới này lên, trên này chỉ là cái lớp đầu thôi. Thì Đức Phật trả lời, vị thái tử trả lời, chắc chắn ông ta sẽ ngủ ngon giấc bạch Đức Thế Tôn. Ông ta sẽ có một, ông ta là một trong số những người ngủ trên thế giới ngủ ngon nhất. Hoàng tử nghĩ gì khi ông chủ nhà hoặc người con trai của ông ta bị buồn phiền vì sức khỏe, hoặc bị buồn phiền vì tâm trí gây nên bởi dục vọng, sự thù ghét và si mê, chúng ta giày vò ông rồi làm ông ta mất ngủ? Bạch Thế Tôn, điều này chắc chắn là như vậy. Tức là nếu mà gia đình yên ấm, lại được cái hoàn cảnh chỗ ngủ tốt thì ông sẽ ngủ ngon. Còn ngược lại, nếu nhà đó giường chồng rất tốt nhưng bù lại gia đình đó có nhiều cái bất an thì họ sẽ không ngủ ngon. Hoàng tử, lúc người chủ nhà này bị giày vò bởi lòng tham sân si, và đấy chính là lúc làm ông ta mất ngủ. Ngược lại, Như Lai đã loại bỏ được tất cả lòng tham sân si, cắt bỏ chúng tận gốc rễ, giống như gốc cây trơ trụi không còn ra hoa trái nữa, bởi vì lòng tham sân si đã bị hoàn toàn xóa sạch, nên chúng ta không thể nào phát sinh trong tương lai. Hoàng tử, vì thế nên ta có giấc ngủ an lành. Đức Phật đưa ra hai cái ví dụ.
người mà còn nhiều buồn phiền lo lắng gia đình bất an thì ngủ không có ngon. Dù giường chồng rất tốt, như thế thì cái quan trọng đâu phải là cái vật chất mà mình ngủ, mà cái quan trọng là cái tâm của mình khi người ngủ. Thí dụ hôm nào á, mình tức an ngủ không có ngon, mặc dù bình thường cũng cái giường đó đâu có lạ chỗ đâu. Có nhiều khi mình nói lạ chỗ tôi ngủ không đủ, nhưng mà bữa đó giường của mình, mền này cũng của mình, gối này cũng của mình, mọi thứ xung quanh đều là cái mình thường ngày mình dùng. Mà tại sao đây mỗi đêm mình ngủ ngon mà đêm nay mình ngủ không ngon? Vì trong tâm mình có buồn phiền, có sân hận, có khổ đau. Vậy thì quý vị thấy không có ngủ ngon thì không phải dựa trên cái bình thường là vật chất là để nắm chắc hết, mà cái quan trọng là cái tâm của mình. Vậy thì nỗi cái ngủ cũng nói về tâm. Vậy tâm quan trọng không? Quan trọng. Mà nếu mà tâm không quan trọng thì mình đâu có ngủ. Mà nếu mà tâm mà dễ luyện như vậy á, thì mình đâu có cần chi phải cực khổ mà gọi là tụng kinh niệm Phật cho nhiều vậy. Vậy thì ai nói là tôi không cần tu gì hết, tôi chỉ cần tu tâm thôi, là một quá trình. Cho nên nói tu tâm là một quá trình lớn đó, chứ không phải bình thường. Thí dụ bây giờ nói cái chuyện này thôi, mình đi mua hàng mà mình biết á, mình mua lố hơn trăm, bạn mình mua rẻ hơn mình trăm, có nhiều người ngủ được, có nhiều người ngủ được tức bị gạt. Mà nếu như mà người khác nói với mình là trời ơi, chị mua mắt hơn tôi trăm mà nhìn xấu hơn của tôi đấy, là cái đêm đó mình làm mình ngủ không được, mình cứ nhớ cái hình ảnh cái hoài, lát mình ra mình mở đèn mình coi kỹ lại đó mình ngủ không được. Có nhiều khi mình mua một món quà, mình mua món xong rồi cái mình quy ra tiền, cái này 100 đô Mỹ chạy ra bây giờ 115 đồng Canada, tiền Canada bây giờ mua là lỗ, coi mình còn nhiêu tiền Mỹ mới mua ra. Bây giờ mà tính toán ra mua tiền Mỹ rẻ hơn, nhưng mà tôi nhớ tôi cất hết tiền Mỹ, bắt đầu đi kiếm đi lục mà để làm sao để mà đừng có lỗ vài đồng bạc nhiều. Cho mình mới thấy là trong cuộc sống của mình á, không phải cái vấn đề ví dụ như thế là cúng Phật đơn sơ, quan trọng là cái tâm. Đúng, mấy cái đó là điều đó. Ngay cả cái giấc ngủ của mình nó cũng phải căn cứ ở cái tâm an lạc của mình. Cho nên á, mình cúng Phật hay là mình thỉnh chuông, thỉnh mõ, mà mình thỉnh bằng tâm bất an, tiếng mõ nó phát ra, cái tiếng mõ người ta nghe được, cái tiếng mõ này là tiếng mõ của cái tâm bất an. Cho nên đại chúng như thế này, khi mình tụng kinh, nếu mình tụng kinh chỉ là tụng kinh cũng phát ra lời kinh vậy, nhưng mà tại sao cái người khác người ta nghe người ta không cảm nhận lời kinh? Bởi vì mình không có tụng bằng trái tim của mình, mà lúc đó mình tụng chỉ là tụng để là tụng. Ví dụ bây giờ Pháp Hòa thỉnh chuông bo phát ra cái tiếng thôi, để cho người ta nghe, thậm chí là tiếng chuông ta lại, nhưng mà tiếng chuông nó phát từ cái lực của tâm thì cái tiếng chuông nghe nó sẽ khác. Hôm nào mà quý vị làm việc trong cuộc sống hàng ngày, ai đó người ta tặng mình cái gì, người ta biếu mình cái gì, hay là mình làm cái gì cho ai, mình sẽ nhận ra từ cái tấm lòng. Cho nên cái tiếng chuông, tiếng mõ trong nhà Phật mình tụng kinh mỗi ngày nó cũng quan trọng lắm. Tại vì nếu mà tiếng chuông chỉ phát để là có tiếng chuông, tiếng mõ chỉ phát để là có tiếng mõ, tiếng kinh cũng phát để có lời kinh thôi, nhưng mà người nghe ta không cảm nhận gì hết. Tại vì mình đâu có tụng một cái tâm hồn. Quý vị thấy em cũng một cái bản nhạc đó. Và tại sao ca sĩ này hát mình lại cảm, mà ca sĩ kia hát mình không cảm? Tại vì người ca sĩ kia người ta chỉ đúng nhịp, hát đúng nhịp, đúng lời.
nhưng người ta chưa hát bằng cái trái tim của người ta. Người ta chưa có truyền thì làm sao mà chạy. Thì cái người nào mà hát hay nó hát bài nó rất truyền cảm. Còn nếu không là rất truyền nhiễm. Truyền cảm là tại vì người ta hát người ta cảm nhận. Cho nên cái người nhạc sĩ người ta viết một bản nhạc là bao nhiêu tâm tư người ta trong. Rồi người ta gửi gắm cái câu chuyện đời của người ta trong cái bản nhạc. Rồi cái người ca sĩ đó cảm nhận được bài hát đó rồi hát lên cùng một nhịp, cùng một cảm với người nhạc sĩ. Cho nên có những nhạc sĩ người ta viết nhạc xong rồi ta kiếm đi tìm được một ca sĩ hát mà lỗ được cái thâm sâu của bài hát người ta thì người nhạc sĩ hài lòng. Chứ cái người nhạc sĩ của Việt Nam mình là người nhạc sĩ của tinh thần. Mỗi một bản nhạc người ta viết ra đó là một tác phẩm tinh thần của người ta, đứa con tinh thần của người ta. Cho nên người ta không có bản quyền. Người nhạc sĩ Việt Nam rất nghèo. Ca sĩ nhận, tại ca sĩ hát bản nhạc đó, ca sĩ có tiền, người nhạc sĩ có tiền. Nhưng mà ở cái xứ Mỹ, cái xứ nước ngoài của chúng ta, một nhạc sĩ mà viết được bản nhạc họ có tiền nhiều lắm. Tại vì họ bán cái bản quyền. Rồi có khi họ rồi mỗi năm cơ một cái chỗ nào đó lấy bản nhạc của họ hát rồi thu về họ cũng được ăn cái phần trăm trên cái phần tiền đó. Cho nên người nhạc sĩ ngoại quốc tiền nhiều, còn nhạc sĩ Việt Nam mình nghèo cái tiền, vì họ viết bằng cái tinh thần của họ. Chứ không phải đi làm chỉ là viết được nhiều tác phẩm để rồi kiếm tiền sao. Mỗi một cái tác phẩm của họ là một cái tâm tư của người ta. Nói tới luôn rồi, cái ý cũng muốn nói là gì? Đó là cái mà chúng ta cần mỗi ngày là làm sao tập luyện cho cái tâm mình nó tĩnh lặng. Thì chỉ có tĩnh lặng thì bất cứ việc gì chúng ta làm không phải chỉ là thắp nhang, lễ Phật, cúng bông, cúng cái, làm những cái việc hành xử, mà ngay cả giấc ngủ của mình bằng cả cái tâm an tịnh thì tự nhiên mình ngủ cũng an lành, ít có mộng mị, ít có gì gọi là ác mộng. Thí dụ đời sống của mình hàng ngày, tâm mình hay nghĩ, suy nghĩ là phải mua này kế kia, tính toán kiểu này, lường gạt kiểu khác. Nhất bình thường sống cũng phải suy nghĩ lo cái chuyện đó. Rồi cái lúc mình lên giường mình nằm mình cũng phải suy nghĩ chuyện đó. Cho nên cả cuộc đời mình từ sống cho tới ngủ cứ tính toán mưu toan thì quý vị đoán được khi mình ra đi mình đi đâu. Cái người mà bình thường sống cứ tính toán mưu toan thế này thế kia thì cái tâm bất thiện nó cũng lan lỏi trong rồi, thì cứ chút đó, nó cứ cộng cộng lên khiến nó thành cái tập nghiệp, nó thành cái tập nghiệp. Người ta thường nói ngủ nghỉ. Nghỉ là gì? Nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi từ cái suy nghĩ của mình cho đến thân thể của mình. Cho nên hãy mà mình stop thinking, worry thì tự nhiên thân mình đã yên ngủ mộng. Mà hãy mà mình suy nghĩ lo toan nhiều thì cái này nó ảnh hưởng đến toàn thân của mình, ngủ không được. Tại sao có những ngày mình ngủ rất ngon mà có những ngày mình nếu mình đâu có uống cà phê mà mình mất ngủ? Cho nên nó căn cứ ở cái tâm an tịnh của mình mỗi ngày. Ở trong kinh Hoa Nghiêm á, có một cái phẩm gọi là phẩm tịnh hạnh. Phẩm tịnh hạnh tức là ở trong đó Đức Phật dạy bao nhiêu những cái bài kệ. Tại có Bồ Tát hỏi Phật làm sao để thân khẩu ý thanh tịnh. Trong kinh Hoa Nghiêm có phẩm, có Bồ Tát hỏi Phật làm sao có được thân khẩu ý thanh tịnh. Thì muốn thân khẩu ý thanh tịnh thì đây là những cái pháp tu để làm cho thân khẩu ý thanh tịnh. Cho nên cái phẩm đó có cái tên là tịnh hạnh.
Tịnh là lắng, hạnh là việc làm. Tịnh hạnh tức là mọi hành xử việc làm của mình nó trở nên trong lắng thanh tịnh. Bằng cách nào? Bằng cách là mỗi việc làm chúng ta khởi tâm từ bi thanh tịnh trong đó. Ví dụ một cái câu như thế này: nếu ra khỏi nhà cầu cho chúng sanh ra khỏi nhà sanh tử đau khổ. Mỗi khi mình ra bước chân ra khỏi cái nhà mình thì có cái bài kệ để mình tụng ra khỏi nhà. Rồi có bài kệ để cho chúng ta nhập vô, và mỗi lần mở cửa lấy chìa khóa để vô, mở cửa bước vô nhà có bài kệ bước vô nhà: nếu con vào nhà cầu cho chúng sanh vào sâu Phật trí. Đi vào trong nhà cũng giống như mình nguyện cho chúng sanh mỗi ngày đi sâu vào cái trí của Phật đó. Thế nào mà người mà sống mà lúc nào cũng nghĩ mình, nghĩ người, lúc nào cũng khởi tâm thương mình, thương người, ngủ ngon? Tại vì mình cả ngày đó mình không có khởi tâm xấu, không có khởi tâm bất thiện. Mà không khởi tâm bất thiện thì bất thiện nó không nằm ở trong cái tàng thức của mình, thì tối ngủ ý thức nó moi ra không có cái xấu. Nếu mình nghĩ thiện, cái tàng thức là của mình đó, là cái kho chứa, cái memory, cái ý thức là như cái phòng khách vậy đó, nó đi vô trong kho nó mời ra. Cho con người mình là có nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt thân. Thí dụ giờ nhìn cái đó, thu cái đó, cái nó đưa vô cái tàng thức cất. Thế không gì thì cái kho của mình nó chứa từ cái gì mà nó chứa? Con mắt chứa, tai chứa. Ví dụ như quý vị thấy một cái gì đó đẹp quá, mắt vừa thấy, tâm khởi thích, thu cái hình ảnh đó bỏ trong cái bộ nhớ của mình mà không có tiền mua. Tối ngủ lâu lâu ý thức nó vô đó, nó kiếm nó có cái thích này nè, nó đem ra. Cho nên ban đêm mình ngủ mình thấy mình mua được cái đó, sáng dậy ủa đâu rồi. Không? Rồi dụ như cái anh đó hay cái cô đó thấy cái đối tượng kia thích quá, thu cái hình ảnh cái người đó để trong cái tàng thức, tối ngủ nằm chiêm bao thấy mình đi chơi với người đó. Rồi giờ cũng cái người đó mà ghét ơi là ghét, thấy ghét để hôm nay tối đem ra. Cho nên đó, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân của mình bằng thức, nhãn thức nhĩ thức, mấy cái đó mỗi ngày nó nhìn, nó thu, nhìn thu, nhìn nó thu xong rồi ban đêm tối ngủ ý thức nó mời lên. Vậy thì nếu mà tâm mình tịnh thì cái chứa trong này nó tịnh, không có cái xấu. Cho cái phẩm tịnh hạnh hay lắm, trong đó Phật đưa ra hàng trăm bài kệ vậy đó. Mà bây giờ quý vị hay nghe, ví dụ như bây giờ quý vị đi vào trong nhà vệ sinh của chùa Phổ Minh đây là thấy Pháp Hòa thấy ngay cái chỗ xin rửa che, rửa tay để câu rửa tay đó: dĩ thủy quán trưởng, đương nguyện chúng sanh đắc thanh tịnh thủ, thọ trì Phật Pháp. Câu đó lấy từ trong Kinh Hoa Nghiêm, cái phẩm tịnh hạnh đó. Lấy nước rửa tay, cầu cho chúng sanh được tay trong sạch, cầm nắm Phật Pháp. Dĩ thủy quán trưởng, đương nguyện chúng sanh đắc thanh tịnh thủ, là được tái thanh tịnh, thọ trì Phật Pháp, cầm giữ Phật Pháp. Bởi vì tức thường thường bàn tay là tượng trưng cho sự cầm nắm. Thì bây giờ nếu chúng ta muốn giữ gìn Phật Pháp, cầm nắm Phật Pháp, thì cái gì chúng ta cần? Có tay, có bàn tay thanh tịnh. Lấy nước rửa miệng, đánh răng, sáu khẩu liên tâm tịnh, dẫn thủy bách hoa hương, tam nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây Phương. Rồi đi vào trong nhà vệ sinh, đại tiểu tiện thời, đương nguyện chúng sanh khí tham sân si quyên trừ tội pháp. Nếu đi tiểu tiện, cầu cho chúng sanh bỏ tham sân si, trừ hết tội lỗi. Đi ngủ có bài kệ không? Có. Dĩ thời tẩm tức, đương nguyện chúng sanh
thân đắc an ổn, tâm vô loạn động, ngủ nghỉ đúng giờ gọi là dĩ thà tâm tức, hay là nói đến giờ ngủ nghỉ cầu cho chúng sanh thân được an ổn, tâm không loạn động. Đúng rồi, vì khi mình ngủ là tâm an ổn, thân mình an ổn, ngủ cho nó khỏe, thân an ổn, mà tâm thì không có loạn động. Rồi đó là bài kệ đi ngủ nha. Kệ đi ngủ là ngủ nghỉ đúng giờ, hay là đến giờ đi ngủ, cầu cho chúng sanh thân được an ổn, tâm không loạn động. Rồi bây giờ xong cái đó rồi, ngày mai ngủ dậy mở mắt ra có bài kệ mở mắt. Ngủ dậy có bài kệ ngủ dậy. Thùy miên thỉ ngộ, đương nguyện chúng sanh nhất thiết trí giác châu cố thập phương. Ngủ nghỉ mới dậy, cầu cho chúng sanh có được trí biết tất cả để mà nhìn khắp mười phương. Tại vì sau khi một giấc ngủ, mình ngủ dậy rồi, người mình nó tỉnh táo lắm. Mà khi con người tỉnh táo thì sao? Xông xáo, hăng hái, biết nhìn, biết nghe, làm việc đâu vào đó hết. Cũng như thế, một cái tâm của chúng sanh được an ổn rồi thì có cái nhìn thấu suốt khắp mười phương. Khi mà mình cái nhìn mình chưa thấu suốt á, mình nhìn hạn hẹp lắm, mình nhìn cạn cợt lắm, mình nhìn chấp trước lắm. Mà mình có cái nhìn thấu suốt rồi á, thì tự nhiên mình thấy chấp nhận, tha thứ, thông cảm được hết. Có một gia đình đó, có một đứa con mới có 17 tuổi, giờ nó có bồ. Có bồ thì mẹ ba mới kêu lại khuyên nó: con ơi, bây giờ mà con có bồ là con học không có được, thôi con nghe lời ba mẹ con đừng có quen. Nó cũng nghe lời, nó không quen, nhưng mà sao? Nó bực bội. Nó bực bội lắm. Nó đi vô nhà nó nói, tại nó đi vô trường chứ, nó thấy bạn nó cũng cỡ nó mà giờ bồ bịch tùm lum, mà giờ nó không có, nó về nó tháo quát lên, nó nói tại sao không cho nó try, nó cho nó thử, nó 17 tuổi rồi, thế này thế kia. Gia đình cũng khổ một trận, rồi cũng phải mang lên cho quà. Rồi ngày hôm qua trước khi đi đây, gia đình hát lên, dẫn thằng bạn trai của đứa con gái cũng cỡ tuổi, thầy ngó nó một con, nói trời bữa nay tôi làm thầy bói coi tướng, thầy coi cái thằng này được không. Hôm qua mới nói trời đất ơi, ở chung chưa thấy gì, nó mới đi ngang coi biết. Thì Pháp Hòa mới nói, kêu hai chồng lại, mới nói bây giờ đó, lấy kinh nghiệm của gia đình trước, cản nó khó đó, bây giờ mình chỉ khuyên nó thôi. Bây giờ con muốn try thì con try, nhưng mà nếu con thấy nó ảnh hưởng đến việc học của con thì con tự biết con phải làm gì. Một người bạn bình thường cũng được, không nhất thiết phải chính thức nhận nhau là bạn trai bạn gái. Mà khi mình chấp nhận là bạn trai bạn gái mà không có đi tình, không có hẹn hò, mà không có, nó phiền muộn. Còn bạn bè bình thường thì nó dễ lắm, đi không đi nó không giận. Còn đã là bạn gái bạn trai mà cứ phone rủ đi chơi, nó bận hoài thì thằng kia cho nó bận luôn á. Đời nó khổ vậy đó. Thà là bình thường thôi, kia rủ không đi thôi, mà một khi mà nói là Du là bạn trai của tôi hay Du bạn gái của tôi mà Du không đi chơi với tôi thường là bắt đầu nó chán. Mà bây giờ cản thì không được, quý vị thấy. Cho nên trong cuộc sống của mình, nếu mà mình không có một cái sự tu tập an tịnh, mình ít có cái nhìn thông suốt, mà mình phải làm gì? Rồi mình cứ tháo quát theo cái kiểu của mình thôi. Mày mới bị lớn là mày đặt yêu đương nít quỷ thế này thế kia thì không được. Cho nên không phải dễ đâu, mà nhất là cái cuộc sống của mình ở đây. Ngày hôm qua Pháp Hòa mới nói mấy chú là đi vô kiểm bài mấy em, lên mạng vô cái website mà coi điểm của mấy đứa nhỏ. Coi xong rồi lên báo cáo cho Hòa nghe, chú này điểm này, chú kia điểm kia.
Thì mấy em mới nói, Pháp Hòa mới hỏi đó, bây giờ cái môn đó nó điểm đó đó con thấy làm sao? Mấy chú lớn mới nói, bạch thầy là bây giờ cái điểm này mà em nó đang ở lớp này, nó học điểm này, rồi con sợ mai mốt nó lên khó hơn mà nó không ráng mà nó tụt nữa. Thì trước hồi sáng này, trước khi đi đây, Pháp Hòa mới phải nói mấy chú lớn á, mấy đứa lớn tìm cách nói chuyện với em, giải thích cho nó hiểu, mà phải nói trong cái tinh thần huynh đệ, nhẹ nhàng nhắc nhở. Đi mà không lo không yên, sáng nay phải kêu mấy chú lớn, không đêm hôm là bắt mấy chú coi điểm rồi, báo cho Hòa nghe rồi. À, phải để ý em nó yếu môn nào, phải quan tâm cái môn đó cho nó. Thì mình sống á, là mình làm sao để cho cái tâm của mỗi người nó an, mình trợ duyên cho nhau, để cho mỗi người chúng ta có được một đời sống an ổn, mà chúng ta gọi là ăn ở hiền lành đó. Không phải chỉ cái chuyện gì ghê gớm lắm, đơn giản vậy thôi. Cho nên đó, mình muốn tâm người nào an thì mình phải biết cách mình trợ cho nhau an. Chứ không ai tài giỏi gì mà gọi là tu hành mà tự an được hết. Phải trợ cho nhau. Chồng trợ duyên cho vợ, vợ trợ duyên cho chồng, đệ tử trợ duyên cho thầy, thầy trợ duyên cho đệ tử. Đừng nghĩ rằng thầy rồi gì cũng số 1 hết. Không, thầy là thầy mà thầy không tu thầy cũng khổ y như đệ tử. Mà nếu mà thầy không tu nhiều khi thầy khổ hơn nữa. Cho nên đó, đệ tử trợ duyên cho thầy bằng cách là đệ tử cũng sống trong cái tinh thần như thế nào để thầy bớt sự lo lắng cho mình thì thầy an. Cho nên muốn có giấc ngủ an thì mình trợ cho nhau, để biết rằng trong cuộc sống ai cũng phải tự nỗ lực, nhưng mà chúng ta lại phải nhờ năng lượng của tăng, cho nên mình mới có quy y tăng. Chứ quy y tăng chi rồi không nương tựa tăng. Mặc dù trên nguyên tắc là tự mình thắp đuốc, nhưng mà năng lượng của tăng, của đại chúng rất cần. Cho nên quý vị thấy không? Hình Phật mà treo nè, câu này câu kia treo nè, đây là năng lượng trợ cho mình. Nhờ những cái này nó thúc liễm mình lại. Có ai mà dám đứng trước cái hình Phật mà ăn nói bậy bạ, mà nếu mà làm Phật tử không dám. Cho nên nhờ hình Phật đó, cái tự nhiên thúc mình lại chút, liễm mình lại chút. Có một cái em đó, tuần rồi đó, đi đám tang bà ngoại mất. Em từ bên Mỹ bay về, mà giờ có cô bồ, có cô bồ, mà cô bồ này giờ không cùng tín ngưỡng, mà nó tu hay quá, thành thử ra bồ này lôi nó luôn. Nó về dự tang xong rồi nó lên nó gặp Pháp Hòa, nó mới hỏi chứ tại sao trong chùa mà nó đi chùa phần lớn thấy chùa nào quá trời hình quá trời tượng, Phật bắt tay kiểu này bắt ấn kiểu kia. Pháp Hòa phải ngồi một buổi giải thích cho nó nghe. Cho thưa đại chúng là ở trong kinh mình hay tụng, mình nói Bồ Tát kia nương oai thần của Bồ Tát này, Bồ Tát này nương oai thần của Bồ Tát kia. Oai thần là gì? Mình nương tựa với nhau. Ví dụ như đây thứ bảy này chùa tổ chức gây quỹ, nhưng một người sao làm? Tôi dám làm là tại tôi nương tựa hai ông bà đó. Hai ông bà đó tôi nương oai thần, hai ông bà kia nương oai thần của người khác. Cho nên mình là nương oai thần của nhau. Và một cái người Phật tử trong chùa có thầy trụ trì, cái tự nhiên Phật tử cũng sao? An ổn. Chùa có thầy, việc gì mình không có, mình biết là có thầy cái tự nhiên mình an. Và gia đình kia, cái chú đó chú sắp mất, hỏi chú giờ chú đang có lo lắng gì không? Mà chú nói hết nổi rồi. Đưa cái tập cho chú viết, cái chú ghi thầy Hòa Trúc Lâm. Tức là có gia đình mới gọi Pháp Hòa chạy lên. Chạy lên cái Pháp Hòa mới trấn an gia đình. Tuy thứ sáu Pháp Hòa đi,
nhưng mà quý vị yên tâm, Pháp Hòa sắp xếp giúp cho gia đình. Ông nghe Pháp Hòa thứ sáu đi, thứ năm đi trước. Pháp Hòa bận vậy mà chạy lên, chạy lên sắp xếp hết cho gia đình để người ta yên tâm. Đó là khi mà người ta yên tâm thì sao? Pháp Hòa mới nói bây giờ cái quan trọng trong gia đình là hài hòa, an ổn, giải quyết với nhau mọi việc nghi lễ nhà hoàng thế này thế kia, quý thầy lo cho mình, làm cho ta yên tâm, để rồi người gia đình người ta lo việc khác. Đó, cho nên Đức Phật nói với thái tử, nếu mình ngủ trên nệm ấm chăn êm, đúng rồi đó, thường ta nghĩ là trời ơi ngủ chỗ này sao ngủ, nhưng mà chưa chắc anh có nệm ấm chăn êm mà anh ngủ ngon à. Nhiều khi nệm ấm chăn êm mà toàn là đồ mắc tiền mà rồi anh không, hàng tháng anh không có đủ trả là đồ của người ta à. Ở cái xứ này nó ngộ lắm, mặc dù nó vô nhà mình đó là mình xài rồi đó, mà chưa có pay off là của người ta chứ không phải của mình. Chiếc xe mua 50 ngàn trả một tháng 500 mà chưa pay off là cũng xe của người ta. Nếu 2-3 tháng liên tiếp không có tiền trả thì người ta lấy rồi coi như mình mất hết, đúng không? Thành thử ra cái thế giới mà chúng ta đang sống đây là cho chúng ta có cơ hội quán chiếu cái gì là thật sự theo Phật nói không có gì của mình hết. Mà tới hồi mà mình trong thời gian mình trả thì là của người ta, tới khi mình trả ớt thì bắt đầu nó cũng của người ta rồi, tại nó cũ. Khi mình trả ớt là nó cũng hết rồi, nó hết hạn rồi, rồi cũng phải kiếm cách mình bán trả cho người ta chứ mình đâu có ấy nữa. Đó. Cho nên không phải ngủ giường tốt, nệm tốt, gối tốt, mền tốt mà ngủ ngon. Nếu ngược lại, người đó cũng ở trên mọi cái tốt mà tâm khổ đau phiền muộn thì ngủ cũng không được. Đức Phật nói tiếp, A-la-hớn là người dập tắt ngọn lửa dục vọng nên luôn luôn ngủ ngon giấc. A-la-hớn là gì? Tức là bốn cái quả trứng đó: Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A-la-hàm, A-la-hớn. Và người ta nghĩ là A-la-hớn là gì ghê gớm lắm, chỉ cần dập tắt được ngọn lửa của tham dục, người không còn bám víu vào sự ham muốn nhục dục, người đã tự do không còn bám trụ và giữ tâm tĩnh lặng, biết buông bỏ mọi thứ. Và giờ muốn buông bỏ được cái tâm tĩnh lặng thì phải có thiền tính. Cho nên thầy chúng là Pháp Hòa đi đâu cũng một việc thôi. Bây giờ quý vị không có thời gian tu nhiều đó, quý vị xin mỗi một ngày mình tu 10 phút được không? 10 phút thôi, 10 phút tới 15 phút thôi. Ngồi thiền hay là tụng kinh hay là niệm Phật, miễn sao mà mình một ngày mình có 15 phút cái tâm mình nó lặng, nó yên, nó không còn lo toan suy nghĩ tính toán gì nữa hết. Kiếm cho mình một món ăn. Món ăn đó là món ăn an tịnh cái tâm. Mà khi mà tâm mà an tịnh rồi á, không phải chỉ ngủ ngon, ăn cũng ngon nữa. Không phải ngủ ngon mà ăn cũng ngon nữa, tại vì ăn không có sầu lo. Nếu chiều nay Phong Hoài nhịn từ sáng tới tối rồi vô ăn, ăn ngon. Tại thứ nhất không phải nấu, phải không? Thứ hai không phải trả tiền. Rồi thứ ba là gì? Ngon thiệt, tại vì ăn phở. Mắc gì không ngon. Rồi thứ này chúng là không phải ngủ ngon mà ăn cũng ngon, bởi vì tâm mình vui vẻ. Người cắt đứt mọi dây ràng buộc, người loại bỏ mọi lo lắng phiền não sâu kín trong lòng, bậc an lạc ngủ ngon giấc. Bậc cái câu mà bậc an lạc ngủ ngon giấc là kết thúc bài kinh, mà cái câu hay vô cùng. Bậc an lạc ngủ ngon giấc. Bây giờ mình thêm câu đi, bậc an lạc ăn ngon lành. Ngủ ngon giấc mà ăn ngon lành. Thí dụ như có nhiều người á, mình thấy người ta ăn bắt thèm, trời có cái miệng nó ăn à, thức ăn mình nhìn nó dở ợt kìa, mà sao nó ăn thấy ngon lành, vì cái tâm nó vui nó ăn. Có lần Pháp Hòa đi Trung Quốc, đi với quý thầy tháng trời,
Mà quý vị biết một tháng trời mà một ngày hai, có gì trừ bữa ăn sáng nha, hai buổi ăn cơm trưa và chiều, và ngày nào cũng giống nhau, hầu như 60 bữa ăn là một ngày 10 món đàng hoàng, nhưng mà toàn là rau xào dầu không. Trời ơi, ăn mà người nào mà giỏi lắm là ăn tới 2 tuần lễ sau đó đầu nhìn đó là bắt đầu giỡn lên giỡn xuống rồi. Có người thầy kia thấy, thầy cứ ngồi thấy nó hoài, sao nó không biết làm gì chứ nhé, trời ơi tàu hủ muối xả dễ ợt ngon lành mà sao nó không làm. Có hoài dỗ dai nó, trời ơi nó Chinese. Nó Chinese sao nó biết món ăn tàu hủ muối xả. ông đi tàu, ông đi Trung Quốc rồi có ăn mùi xả, sao ông nói luôn canh chua đi. Thầy cứ ngồi thầy nói trời ơi, phải chi nó có mì căng nó xé. Thầy cứ ngồi thầy ăn tưởng tượng hoài. Rồi cái thì hôm sau nữa, cái bữa khác nữa, thầy nói bây giờ á có một chén muối ớt thì ăn cũng được. Nó nói trời ơi, nhìn thầy Pháp Hòa ông ăn thấy ghét. Tại thấy ghét là sao? Là vì mình ăn ngày nào cũng được hết. Thưa đại chúng là bậc an lạc ngủ ngon giấc, ăn ngon lành. Thế thì bây giờ chúng ta nói tóm là thường chúng ta hay nói tu tâm. Và tu tâm thì cái gì cũng do tâm hết. À, thôi kệ cúng Phật cái hương cũng được, do tâm. À, rồi bây giờ không có hương cúng Phật bằng nhang tâm cũng được, cúng hương lòng. Thế này thế kia. Vậy thì đạo Phật đâu có ngoài tâm mà tu. Phải tu ngay cái tâm của mình. Mà bây giờ muốn tu cái tâm của mình là tu như thế. Không phải chỉ cái vấn đề hình tướng thờ Phật tụng kinh ăn chay, mà ngay cả chuyện ngủ nghỉ bình thường của mình. Cái cốt là làm sao cho tâm mình an ổn. Và muốn an ổn là cái gì trước hết? Phải có sự chấp nhận. Ngày hôm qua khuya Pháp Hòa có trả lời một cái mail gấp. Cái em này có một người bạn, người Trung Hoa, người Hồng Kông, 27 tuổi. Thì không biết nó gây với đứa bạn gái như thế nào, treo cổ tự giận nó chết. Mới chết hôm 3 tây. Thì cái đứa bạn đó, nó tới nhà thì nó nhìn cái, nó chứng kiến cái cảnh đứa này toàn ten trên cái cột đó, rồi nó hạ xuống thì nó ám ảnh quá. Và nó bây giờ cái người gia đình, người Hồng Kông, nó không biết gia đình này tín ngưỡng gì, nhưng mà nó là bạn thân. Thì nó mới email cho Hòa, nói Pháp Hòa mới nói thôi yên tâm, bây giờ mình là bạn thì mình làm thể hiện cái tình bạn. Con gửi cái tên cho thầy, ngày sanh ngày mất gửi hình đi, làm thì thờ trên chùa thì tụng kinh chứ. Mà giờ nó ám ảnh, Pháp Hòa phải viết một cái thơ chỉ cho nó cách quán chiếu để nó bớt được cái sợ hãi. Thì gửi cho ảnh xong rồi ảnh mới trả lời là Pháp Hòa là ảnh cảm ơn những cái lời hướng dẫn đó giúp cho ảnh. Và bây giờ ảnh mở lòng, ảnh chấp nhận. Thì Pháp Hòa mới nói nhiều khi á, chính vì bạn quá thân cho nên mình được cái nhìn bạn lần cuối cùng trong cuộc đời mình thì coi như là một cái an ủi. Thay vì mình quán chiếu đó là một sợ hãi thì quán chiếu đó là sự an ủi của mình. Mình bạn thân mà thí dụ mình không biết bạn mình chết ở đâu như thế nào thì mình cũng sẽ một hối tiếc. Thôi thì bây giờ mình quán chiếu trở lại, mình được bến với mình, ở bên cạnh bạn mình trong cái giây phút cuối, thì đó là món quà cuối cùng, một kỷ niệm cuối cùng giữa mình với bạn thân của mình. Cho thưa đại chúng là trong cuộc sống của mình, khi mà cái tâm mình nó an, nó tịnh thì chúng ta nhẹ nhàng lướt và đi ở trong mọi cái hoàn cảnh khó khăn. Và thậm chí đơn giản nhất trong cuộc sống của chúng ta mỗi ngày là ăn với ngủ. Ai không ăn mà ai không ngủ. Nhưng mà nếu không có sự an tịnh thì ăn không ngon và ngủ không yên. Còn khi tâm đã an tịnh rồi thì ăn ngon ngủ yên. Mình hay khấn cho con cháu mình đó, lúc nó nhỏ nhỏ đó, Phật phù hộ cho con cháu của con nó mau ăn chóng lớn. Nó ăn dễ dàng, nó mau lớn. Nhưng mà khi người lớn mình rồi á, thì khỏi mời cũng ăn nữa. Nhưng mà lúc này mình ăn sao? Ăn không ngon và ngủ không yên. Vậy bây giờ rút cuộc rồi thì bây giờ mình người lớn lại phải đi tìm pháp môn để làm sao cho mình ăn ngon ngủ yên.
thì Phật dạy cho mình cách ăn ngon ngủ yên, làm sao cái tâm mình nó tịnh. Bây giờ muốn tịnh thì phải làm gì? Cố gắng mỗi ngày cho mình 10-15 phút tụng thời kinh. Khi mình tụng kinh thì tâm ý mình giao với lời kinh, mình không còn lo toan nữa. Hoặc là đôi khi nhờ tụng kinh mà mình mở mang được sự chấp trước của mình. Ví dụ như mình chấp trước nhiều, mình nhờ tụng bài kinh mà nói về vô thường, thay đổi của vạn vật, mình xả bỏ. Ngày hôm qua Pháp Hòa dẫn vài ba vị đi vô bệnh viện. Mà quý vị biết rồi, vô cái nhất là cái lon thơm khe của những người già là mình thấy đủ cảnh hết. Có những người già, có cái bà cụ đó ngửa mặt lên trời, nói xàm, nói nhảm, la lối ôm sùm vậy đó. Mình không có ghét, nhưng mình đi ngang đó đó, cái mình quán chiếu, trời ơi, thấy không? Tại sao bây giờ vậy? Vì lúc còn trẻ, bà chất chứa trong lòng nhiều quá, không có nói ra được với ai. Tới bây giờ bắt đầu nó bung ra, nói, why don't you bring him there? Why do you do that? Bà cứ ngồi và nói vậy. Tại vì bao nhiêu những cái uẩn ức nó ở trong lòng của mình. Cho nên khi mình thấy được như vậy, cái tự nhiên cái tâm tu của mình nó phấn chấn chút đó. Thôi, cuộc sống mình sống với nhau, xả bỏ được cho ai, xả đi chứa chất trong lòng thù hận ghét bỏ rồi, cuối cùng mình vô đây ai thương mình? Người ta có thương lắm, ta vô ta ngồi ta thăm chút vậy thôi, 5-3 phút rồi ta cũng về. Bao nhiêu cái nghiệp, cái khổ nó ở trên thân tâm của mình. Cho nên hồi Pháp Thầy Viện Chủ Thầy nói qua một câu hồi Pháp Hòa còn sa di mà Pháp Hòa còn nhớ tới giờ. Hôm nào mà con chán tu, con đi vô bệnh viện vòng đi, con về cái con tu được. Mà thiệt, mình vô bệnh viện một vòng rồi là mình thấy đủ cảnh trên đời hết rồi, thôi về. Hơn thua chi nữa, giận tức chi nữa, buồn phiền chi nữa. Quý vị thấy, hơn cho nhiều cũng hủ đó, vô góc kia. Có nhiều người ở chùa thì cũng vô góc tủ của chùa, sang trọng chút thì kia mua mấy cái học của Mỹ, mà học cũng 5.000 chứ đâu ít, phải không? Thành thử ra thôi, muốn được ăn ngon ngủ yên, và thậm chí đến cái giây phút cuối đời của mình cũng được nhẹ nhàng, thì tập dễ dãi ngay bây giờ, đừng chờ. Một câu xác định của 5 phút, người ta thường gọi là ngũ phúc. Ngũ phúc thì trong đó có cái phúc cuối cùng là thiện chung. Thiện chung là gì? Là mình cái ngày chung cuộc, cái ngày cuối của mình nó được tốt lành. Thì muốn được tốt lành thì phải làm sao? Tâm phải dễ dãi ngay bây giờ, đừng khó khăn với ai hết. Kể cái gì rồi cũng xong. Việc gì, Pháp Hòa hay quán chiếu vậy nè, việc gì rồi cũng tới, tới rồi cũng sẽ đi. Pháp Hòa hay quán chiếu câu đó lắm. Nhiều khi mình trời ơi, tại sao mình không nghĩ tại nó lại xảy ra cái chuyện này, cái thì Pháp Hòa lại quán chiếu việc gì rồi cũng sẽ tới. Nhưng mà tới rồi thì nó cũng sẽ đi. Tới cái cùng cực của nó, cái thái cực mà. Đến cái cực của nó thì nó trở lại cái bình. Thôi thì tối hôm nay, đêm đầu tiên về thăm đại chúng trong cái mùa lễ Phật Đản này, thì Pháp Hòa trích một bài kinh do một hoàng tử hỏi Phật: Phật ơi, ngài có ngủ ngon không? Phật nói tôi ngủ ngon lắm, mà tôi có thể nói tôi là một trong những người ngủ ngon trên thế giới. Ông Thái tử nói: Bạch Đức Thế Tôn, con thấy khó mà ngủ ngon, tại vì đất thì lồi lõm, lá cây thì mỏng mà lại ướt, sương mấy ngày nay gió lạnh đóng băng, y áo Phật thì cũng mỏng giờ, nằm dậy mà ngủ sao cho ngon. Thì Đức Phật nói: Tôi hỏi Thái tử, một người mà sống trong một hoàn cảnh đầy đủ như giường chổng vậy, gia đình hạnh phúc đủ thứ vậy, họ ngủ ngon không? Chắc chắn là ngủ ngon rồi. Rồi Phật nói: Rồi bây giờ ngược lại, mọi hoàn cảnh tốt hết nhưng mà gia đình họ xào xáo, đủ chuyện lo lắng, họ ngủ ngon không? Dạ bạch Đức Thế Tôn, không. Vậy thì không thể dựa trên cái hoàn cảnh tốt mà gọi là ngon lành được, phải không? Mà cái gì là quyết định cái việc đó?
khi tâm mình có an ổn. Và kết thúc bài kinh Phật chỉ nói là sao? Người an lạc ngủ ngon giấc. Giờ mình thêm câu người an lạc thì sao? Ăn ngon ngủ yên. Thời đại chúng vui vẻ. Chúc đại chúng tối nay về ăn thì ngon rồi đó. Hồi chiều ăn ngon rồi đó. Giờ tối nay về con ngủ ngon không nha. Đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.